Rồi, chào tất cả bác nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục là lên sóng những mẫu dây AV, những mẫu dây AV, dây ba lăng cái ra AV, hay còn gọi là dây canon cái ra AV và dây canon đực cái. Những dòng dây loại đồng mạ bạc đó, và dây 3.5 ra AV, dòng dây ly tông. Dòng này thì em bán cực kỳ chạy nha, bán rất là nhiều. Nó tiếng của nó rất là hay, rất là chi tiết. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng mẫu nha. Mẫu thứ nhất đó là dòng dây AV. Dòng này thì chiều dài của nó là 1 mét nha bác, 1 mét. Nó sử dụng cái đầu jack là đầu jack XLO, dây chống nhiễu một chiều. Các bác mua về thì cắm theo chiều mũi tên dùm em nhé. Tiếng của nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Nó đầu đầu của nó là đầu khóa gen. Các bác phải rút như thế này, mở ra cắm vào, rồi các bác siết lại như thế này là nó sẽ chặt. Nó rất là đẹp, rất là chất lượng nha. Chiều dài 1 mét. Và giá bộ này có giá là 500k, 500 ngàn nha. Đó. Và tiếp tục mẫu thứ hai đó là dòng dây ba lăng cái ra AV. Ba lăng cái ra AV, đầu jack mạ vàng, rất là đẹp. Những dòng dây như thế này thì độ tiếp xúc của nó rất là cao. Đó. Rất là chất lượng. Jack hoa sen nó cũng mạ vàng luôn nha. Bộ này thì có giá là 550. Cái đầu này nó mắc hơn nhé, mắc hơn cái đầu AV. Rồi, và tiếp tục đó là dòng dây canon đực cái nha. Nó tất cả những dòng dây này thì cho tiếng của nó rất là sáng, rất là chi tiết và rất là tân bật. Nó dòng dây này thì nó có 590 nha. Đây, 590 ngàn. Như thế này rất là chất lượng. Và mẫu cuối cùng đó là mẫu dây 300 ra AV. Mẫu này thì em cũng gần hết rồi, còn tầm khoảng chục sợi thôi nha bác, tầm khoảng chục sợi nha. Đó, các bác nhìn cái đầu jack của nó là các bác biết độ chất như thế nào rồi. Nó rất là chất lượng. Đây, cái đầu 300 này vàng bóng rất là đẹp. Dây này có chiều dài 1,8 m nha bác. Đó, loại nó rất là to, chứ những loại trên thị trường loại của nó rất là bé nha. Còn dòng này loại của nó rất lớn nha. Chống nhiều một chiều này, chiều mũi tên này. Nó chất âm của nó rất là hay. Ly tông USA này. Dây loại đồng mạ bạc hết nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu những dòng dây loại đồng mạ bạc mà em bán rất là nhiều, rất là chạy. Đó, rất là nhiều. Đó thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại Zalo của em là 0969 569 157 nha. Bên em ship hàng toàn quốc, ship COD. Các bác nhận hàng, kiểm tra ok, đúng hàng là mới thanh toán nha. À, em sẽ báo giá cái dòng dây này. Cái sợi dây 352 AV này có giá là 450. Dài 1,8 m nha. Giá là bên em bao ship toàn quốc cho tất cả bác rồi đấy. Rồi các bác xem cân thì cho em xin một lượt đăng ký nha. Rồi chào bác, hẹn các bác ở các video tiếp theo.